quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Thống Nhất và chuẩn bị theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Ulsan Hyundai. Vào lúc này thì rất nhiều những câu lạc bộ tại V-League 1 năm 2020 đều đang có những trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội Á quân của V-League 1 năm 2019, đang có những chuỗi trận với các đối thủ được coi là cực kỳ chất lượng để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Trước mắt quý vị các bạn sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Ulsan Hyundai. Á quân của V-League 1 năm 2019 sẽ gặp Á quân của K-League năm 2019 trong một trận đấu được coi là bản lề và quan trọng. Tất nhiên rồi, bao giờ cũng vậy, người ta sẽ chú ý rất nhiều tới vị trí của Công Phượng, người đã có quãng thời gian thi đấu tại châu Âu có thể nói là không thành công. Cú chơi bóng là khá nguy hiểm. Đó là những tiếng chơi bóng hướng tới vị trí của Victor Perez. Đây là một trận diễn gì mà người ta chờ đợi. Đây là Chimizu. Đường vào. Bóng vừa cắt ngang khung thành và không có một cầu thủ nào của Ulsan Hyundai có thể chạm chân vào bóng. Đập nhả khá hay. Shinjiro. Kim Tae-hwan. Dứt điểm. Đó đã là bàn thắng dành cho Ulsan Hyundai. Người vừa ghi bàn đó là Kim Min-sung. Một pha phối hợp bài bản ở bên phía hàng cánh phải. Vẻ mặt bình thản của huấn luyện viên Kim Do-hun. Kim Min-sung, đó là cái tên đã ghi bàn thắng đầu tiên ở trong trận đấu này. Tỷ số là 1-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha tạt bóng của Kim Tae-hwan. Có thể nói đây là một trong những pha phối hợp mà các cầu thủ Ulsan Hyundai đã thể hiện được khả năng phối hợp với nhau rất tốt. Jomin Kyu là người đã chủ động block hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và để cho Kim Min Sung có được trái bóng và tung ra cú dứt điểm trong khu vực 16m50. So với những đối thủ trước đó của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong loạt trận giao hữu lần này thì Ulsan Hyundai là một đội bóng mạnh hơn rất nhiều. Và vừa rồi là một tình huống mà họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Cơn đau đầu với huấn luyện viên Chung Hae-sung. Kết quả có thể không phải là một điều gì đó quá quan trọng, nhưng người hâm mộ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi vào sự gắn kết nhiều hơn từ các cầu thủ của mình. Người vừa cắt bóng đó là Diakite. Công Phượng. Proden. Công Phượng. Khoảng trống. Sút bóng không vào. Người vừa dứt điểm đó là đội trưởng Trần Vi Sơn. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Đấu giao hữu chính thức. Không có lỗi về vị. Rất nhanh. Tình huống trả bóng ngược lại tuyến hai đã bị chặn lại bởi Đức Lương. Nhưng đó là một pha bóng mà Đức Lương đã xử lý có thể nói là rất thiếu an toàn. Một chút nữa thôi là Ulsan Hyundai đã có được bàn thắng thứ hai. Lẽ ra đó phải là một pha bóng an toàn. Rất nguy hiểm. Năm 2020 có lẽ là một mùa giải mà người ta sẽ kỳ vọng nhất. Cơ hội Johnson. Đã không có lỗi việt vị của Johnson. Công Hiền. Không được.
Cơ hội không vào. Người vừa dứt điểm đó là Trần Thanh Bình. Một pha bóng mà ban huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải có những tràng vỗ tay động viên. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đá trong khu vực 16m50 và đáng tiếc là nó lại đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Jose Huk. Đó là đội trưởng Shinjinho. Rất nguy hiểm. Pha bóng mà thủ môn Sơn Hải đã không thực sự chủ động. Cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đây là Công Hiển. Phạm Công Hiển. Chân trái. Công Hiển không lựa chọn một giải pháp phối hợp. Thay vào đó anh thể hiện một nỗ lực cá nhân. Nhưng trước mặt là ba hậu vệ của Ulsan Hyundai. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình này. Xuân Nam. Xuân Nam quyết định dứt điểm ngay. Và trận đấu giao hữu quốc tế Hyundai Oil Bank 2020 giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Ulsan Hyundai đã kết thúc. Cuộc đấu giữa Á quân của Vĩnh 1 2019 và Á quân của K-League 1 đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đội khách. Bàn thắng duy nhất ở trong trận này thuộc về Kim In Sung.